Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga vạch làn danh đỏ với Ukraina ở Kursk. Nga tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ ngay lập tức nếu Ukraina tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 8 cho biết Cơ quan này đang xem xét nghiêm túc các báo cáo về kế hoạch của Ukraine tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk và đổ lỗi cho Moscow. Nếu Kiev triển khai các kế hoạch tội phạm nhằm tạo ra thảm họa tại phần lục địa châu Âu này, gây ra ô nhiễm phóng xạ trên các vùng lãnh thổ rộng lớn, Nga sẽ đáp trả cứng rắn ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Dù không đưa ra thông tin chi tiết về khả năng trả đũa, nhưng Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh một kế hoạch tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc về chống khủng bố hạt nhân. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cách biên giới Nga, Ukraina khoảng 90 km. Nhà máy này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một số khu vực lân cận. Giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine ở vùng Kursk những ngày gần đây làm dấy lên lo ngại về sự an toàn hạt nhân. Trước đó, tối ngày 16 tháng 8, truyền thông Nga dẫn nguồn tin chưa xác thực nói rằng Kiev đang có kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga và cả nhà máy điện hạt nhân ở vùng Zaporizhia, miền nam Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ cáo buộc. Sau gần hai tuần kể từ khi đột kích vào vùng biên giới Kursk, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến sâu hơn 30 km và kiểm soát khu vực rộng khoảng 1.150 km vuông. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrskyi hôm 17 tháng 8 cho hay, quân đội Ukraine tiếp tục củng cố các vị trí ở Kursk và bắt giữ thêm tù binh Nga. Giới chức Ukraine cũng nêu rõ, cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà nhằm bảo vệ người dân các vùng biên giới Ukraine, buộc Nga phải chuyển nguồn lực khỏi chiến tuyến Donbass. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần này tuyên bố Moscow sẽ đáp trả thích đáng hành động khiêu khích nghiêm trọng của Ukraine. Chủ nhân điện Kremlin cũng nhấn mạnh, Moscow không có lý do gì để đàm phán với Kiev khi Ukraine tấn công dân thường ở biên giới Nga. Báo Washington Post dẫn nguồn thạo tin cũng cho hay, cuộc đột kích đã làm chệch hướng các cuộc đàm phán bí mật do Qatar làm trung gian giữa Moscow và Kiev, vốn có thể mở đường cho một lệnh ngừng bắn một phần. Theo một nhà ngoại giao giấu tên, Nga và Ukraine đã có ý định cử phái đoàn đến Doha để đàm phán một thỏa thuận quan trọng nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Nga và Ukraine vào hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, khi Ukraine đột kích vào cơ sở, triển vọng cho cuộc đàm phán trực tiếp này trở nên mờ mịt. Nguồn tin của Washington Post cho biết, phía Nga đã yêu cầu hoãn cuộc gặp, nhưng không hủy hoàn toàn, mà chỉ nói họ cần thêm thời gian. Theo Washington Post, các cuộc đàm phán bí mật về chấm dứt tấn công cơ sở hạ tầng giữa Nga và Ukraine đã diễn ra khoảng 2 tháng qua. Một số người tham gia vào các cuộc thảo luận thậm chí còn hy vọng những trao đổi này có thể mở đường cho một thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Kiev dường như hoài nghi về các cuộc đàm phán, cho rằng tỷ lệ thành công chỉ khoảng 20%. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết kể từ ngày 16 tháng 8, Quân đội Ukraine đã không còn giữ các vị trí ở tỉnh Belgorod do hỏa lực mạnh của không quân và pháo binh Nga. Quân đội Ukraine đã không củng cố vị trí của mình ở tỉnh Belgorod của Nga sau khi cố lập lại bước đột phá tại tỉnh Kursk trước đó. Họ buộc phải rút đi dưới hỏa lực mạnh của không quân và pháo binh Nga. Theo Washington Post ngày 15 tháng 8, từ ngày 11 tháng 8, quân đội Ukraine đã tấn công cơ giới sang tỉnh Belgorod gần đồn biên phòng Kalotiklovka ở phía tây bắc thành phố Belgorod và tiến sâu được khoảng 10 km. Còn theo nguồn tin Nga, trong những ngày gần đây, lực lượng Ukraine đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công gần Kalotilovka và đến ngày 15 tháng 8 đã tạm chiếm được trạm kiểm soát nói trên. Tuy nhiên, phía Nga không xác nhận quân Ukraine đã tiến xa hơn 10 km tính từ trạm kiểm soát. Theo Washington Post, trước các cuộc không kích và pháo kích dữ dội của Nga, ngày 15 tháng 8, các xe bọc thép của Ukraine đã vượt qua biên giới để sơ tán lực lượng còn lại trong tỉnh. Sang ngày 16 tháng 8, Viện Nghiên cứu Chiến tranh không thấy có bằng chứng nào cho thấy sự hiện diện của quân đội Ukraine ở Belgorod. Binh sĩ Ukraine nói với tờ Washington Post rằng quân đội Nga đã chuẩn bị tốt hơn để đẩy lùi các cuộc tấn công Belgorod so với Kursk. Theo Ukraine, quân đội Nga đã lắp đặt một số lượng lớn công sự chống tăng, gọi là răng rồng, dọc theo biên giới và gài mìn dày đặc trên lãnh thổ. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý, theo binh sĩ Ukraine, các đơn vị pháo binh, đơn vị điều khiển thiết bị không người lái và không quân Nga đã tấn công lực lượng vũ trang Ukraine gần như ngay khi họ vượt biên giới ngày 11 tháng 8. Xung đột Nga-Ukraine đang leo thang căng thẳng sau khi Ukraine bất ngờ tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga. Trong thông báo mới nhất về tình hình tại tỉnh Kursk, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Sisky nói rằng cuộc tấn công Kursk vẫn diễn ra theo như kế hoạch, trong khi Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các lực lượng của Kiev đã chịu tổn thất lớn. Ngày 16 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết, tới nay tại tỉnh Kursk, quân đội nước này đã tiêu diệt 2.860 binh sĩ Ukraine và phá hủy 41 xe tăng, 276 xe bọc thép, 4 hệ thống phòng không và 6 bệ phóng tên lửa, bao gồm 3 hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ chế tạo. Thông báo cho biết lực lượng phương Bắc của Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào biên giới Ruskii Borishni và cũng đẩy lùi một cuộc tấn công do một nhóm được tăng cường 5 xe bọc thép vào thị trấn Gordievka. Tổn thất của lực lượng Kiev trong vòng 24 giờ lên tới 220 binh sĩ, 19 xe tăng và xe bọc thép, 3 bệ phóng HIMARS, 2 xe tải và 2 pháo hạng nặng. Trong khi đó, cùng ngày, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Sisky cho biết, trong 24 giờ qua, các lực lượng của Kiev đã tiến được từ 1 đến 3 km ở một số khu vực thuộc tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Báo cáo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky qua video, tướng Sisky còn cho biết về tình hình giao tranh ở khu vực Malaya, Loknia, cách biên giới Ukraine khoảng 11,5 km. Trong một đoạn video được ông Zelensky đăng tải trên kênh Telegram của mình, tướng Sisky nhấn mạnh, Nhìn chung, tình hình đã được kiểm soát, mọi thứ đều đang được thực hiện theo đúng kế hoạch. Đồng thời hy vọng cuộc giao tranh gần Malaya loknya sẽ cho phép quân đội Ukraine bắt được nhiều tù binh. Thưa Ngài Tổng thống, các lực lượng của nhóm tấn công vẫn tiếp tục hoạt động chiến đấu. Ở một số hướng, chúng tôi đã tiến lên từ 1 đến 3 km về phía đối phương. Cuộc chiến đang diễn ra dọc toàn bộ tuyến mặt trận. Nhìn chung, tình hình đang được kiểm soát, mọi việc đang được thực hiện theo kế hoạch. Tình hình về các tù binh chiến tranh hiện tại như thế nào? Chúng tôi tiếp tục bắt giữ thêm nhiều tù binh chiến tranh. Hiện tại, các trận đấu đang diễn ra quanh khu vực Malaya Lopnya. Tôi hy vọng sẽ có nhiều tù binh chiến tranh bị bắt giữ ở đó. Theo hãng tin Reuters, các quan chức Ukraine nói rằng trong quá trình tấn công tỉnh Kursk, họ đã bắt được hàng trăm tù binh người Nga. bày tỏ hy vọng rằng cuộc tấn công sẽ đẩy nhanh việc trao đổi các tù binh Ukraine bị Nga giam giữ. Trong một bài phát biểu sau khi trao đổi về tình hình tại Kursk với tướng Sisky, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang củng cố các vị trí của mình trong chiến dịch ở khu vực Kursk và bổ sung quỹ trao đổi cho Kiev. Đã có một số báo cáo từ Tổng tư lệnh về tình hình tiền tuyến và hoạt động của chúng tôi ở khu vực Kuska. Chúng tôi thấy rằng đối phương đang phải chịu tổn thất và điều này có lợi rất có lợi cho việc phòng thủ của chúng tôi điều này bao gồm việc phá hủy hiệu cần của quân đội nga và làm cạn kiệt nguồn dự trữ của họ chúng tôi phải gây thiệt hại tối đa cho tất cả các vị trí của nga và chúng tôi đang làm như vậy Tổng tư lệnh Sishky đã báo cáo về các hành động phòng thủ của chúng tôi ở Donbass cụ thể là hướng Pokrovsk và Toretsk. Ông ấy cũng báo cáo về sự di chuyển của chúng tôi ở khu vực Kursk. Chúng tôi đang quét sạch sự hiện diện quân sự của Nga trong các khu vực hoạt động của chúng tôi và bổ sung quỹ trao đổi cho nhà nước của chúng tôi. Tới nay, các lực lượng của Ukraine tuyên bố đã giành quyền kiểm soát một vùng đất khá rộng, bao gồm cả thị trấn chiến lược sút ra ở tỉnh Kursk cuộc tấn công đã đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong tương quan lực lượng của cuộc xung đột nga ukraine chứng minh khả năng của kiev trong việc tấn công sâu vào lãnh thổ của nga